la 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 la. Sang mới tới hả Sang? Vụ gì? Ăn sáng nha, cơm nó nấu, sườn nó nướng, nhưng mà nước mắm lệ pha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Quang. Thế tại sao hôm qua mày để nó đánh tao mà mày không cản? Tôi biết nó quýnh bà khi nào mày vô tôi cản. Mày thấy cái miệng con vợ mày hổn kiểu đó thì biết trước sau vậy nó cũng bị tán thôi. Ba phải nghĩ cho con bù tọt chứ, nó đâu sống trong môi trường này được. Cái môi trường này có cái vấn đề gì mà không được? Thằng chó! Ê, là ăn nhậu tối ngày, bạn mày là đồ chó! Nhất sớm mà chảnh không chịu nổi à. Phải theo anh mày, chứ cái nghề của mày tao thấy nó lông bông quá. Nửa hút cứ ăn làm gì? Hồi nãy bác hai mới tuổi ba, còn suối, ba bán cái nhà lại đi. Nó nặng rồi lắm. Cái tao nói có gì không đúng, cái đây rõ có phải là cái loại mà có cha sinh mà không có mẹ dạy không? Đừng thái độ đó với tao. Nhà mới ăn cơm mà mày. Mày coi thường tao hả Quang? Ba Sang! Ba Sang! Tao hỏi ai vậy? Má nó chứ ai. Đồ vô trách nhiệm. Mấy năm qua cổ đâu mà bây giờ vậy đôi. Mà chỉ quan tâm đến mong muốn của ba. Không bao giờ ba quan tâm tới cảm xúc của những người ở đây. Bây giờ mày dạy tao luôn cái cách yêu thương ai hả? Tao muốn yêu mà kệ tao chứ. Ba nói lý lẽ giùm được không? Con thương ba mà ba nói hỏi như con là mất dạy vậy. Con có thương ba không? Con ghét ba. Vì sao cha ơi, chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối từ lâu chôn giấu. Khi đã phải quên đam mê đời mình, để con no ấm cha chật vật mưu sinh. Vượt qua sóng gió, lời cha sống bước, mở dòng tim con bao dung như chưa nói với ba rồi. Mỗi người một cuộc sống. Sao cha không ở cùng con lâu hơn? Ba nó mà nó còn đuổi mình là cái nghĩa địa gì?